Xin chào các bạn khán giả của iVietnam. Các bạn thân mến, chiến dịch tiêm chủng toàn diện cho người dân đang được nhà nước ta gấp rút thực hiện. Ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, số lượng người được tiêm càng lúc càng nhiều, đáp ứng được một phần kỳ vọng mà chính phủ cũng như Bộ Y tế đề ra. Với tiêu chí vaccine về đến đâu, Hà Nội tiêm ngay cho người dân đến đó. Tính đến ngày 9 tháng 9, 55% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Hà Nội đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Để đạt con số 75 triệu người được tiêm chủng, Việt Nam cần có đủ 150 triệu liều vaccine. Vì thế, nước ta đang tận dụng mọi nguồn lực. Mới đây, Việt Nam đã phê duyệt dòng vaccine Verocell của Trung Quốc với mục đích sử dụng cho việc tiêm chủng đại trà trong nước. Vậy nhưng có thông tin cho rằng lô vaccine Verocell được nước ta nhập về có hàm lượng kháng nguyên ghi trên giấy, chênh lệch khá cao so với trong phiếu kiểm nghiệm. Chính sự khác biệt này đã khiến tâm lý những người dân đã hoặc chuẩn bị tiêm dòng vaccine Made in China này trở nên hoang mang, lo lắng. Vậy sai lệch thông tin có ảnh hưởng tới chất lượng thuốc cũng như những người tiêm chủng hay không? Và Bộ Y tế nước ta nói gì về việc này? Nếu có cùng sự quan tâm và thắc mắc trên, các bạn hãy tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay nhé! Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về dòng vaccine Verocell có xuất xứ từ Trung Quốc. Vaccine COVID-19 mang tên Verocell là dòng vaccine bất hoạt của hãng dược Sinopharm sản xuất. Đây là vaccine có tác dụng phòng bệnh do virus SARS-CoV-2, COVID-19 gây ra. Sau khi virus bất hoạt trong vaccine được tiêm vào cơ thể, chúng kích thích sản xuất các kháng thể và làm cho cơ thể sẵn sàng để ứng phó với tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, vaccine Verocell đã được Bộ Y tế của nước ta phê duyệt. Nó có đủ điều kiện để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Nước ta đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc viện trợ và đang triển khai tiêm chủng đại trà từ tháng 7 năm 2021. Tỉnh Quảng Ninh chính là địa phương đầu tiên triển khai tiêm loại vaccine này. Nếu vaccine Sinovac của anh bạn láng giềng Trung Quốc từng gây ra một cơn sóng gió và nhận về cơn mưa chỉ trích vì chất lượng của thuốc, thì Verocell lại là một hướng đi mới mẻ. Dòng vaccine này là một trong 6 loại vaccine phòng COVID-19 được nước ta ban hành sử dụng rộng rãi trong việc tiêm chủng cho người dân. Theo quá trình nghiên cứu, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Verocell hiệu quả đến 79% trong việc chống lại SARS-CoV-2 không triệu chứng. WHO cũng khuyến cáo người dân nên tiêm chủng vì lợi ích của dòng vaccine này lớn hơn những rủi ro mà nó gây ra. Vào sáng 9 tháng 9, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt thông tin rằng Hà Nội sẽ được Bộ Y tế phân bổ 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Verocell của Sinopharm đến từ Trung Quốc. Sau khi tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Verocell, thành phố Hà Nội ngay lập tức đã tiến hành tiêm chủng cho người dân. Ngay sau đợt tiếp nhận đó, Hà Nội cũng đã tiếp tục nhận về thêm hơn 418.000 liều vaccine Verocell. Tính đến 18:30 ngày 13 tháng 9, Hà Nội đã tiêm 4.728.739 mũi tiêm, sử dụng 4.317.834 liều vaccine trên 5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số liều vaccine được cấp. Kế hoạch thành phố đặt ra là đến 15 tháng 9 sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Trong khi Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước đang gấp rút triển khai tiêm chủng cho người dân, thì mới đây có thông tin đưa ra rằng có một số lô vaccine Verocell được nước ta nhập về có hàm lượng kháng nguyên trên giấy phép bị sai lệch so với trên phiếu kiểm nghiệm. Tổng cục Hải quan cho biết qua xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vaccine COVID-19 Verocell do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo giấy phép ngày 8 tháng 7 của Bộ Y tế, cơ quan này nhận thấy hàm lượng hoạt chất trên giấy phép là 6,5U kháng nguyên virus SARS-CoV-2 bất hoạt. Nhưng trên phiếu kiểm nghiệm lô hàng, hàm lượng dao động 6,9U, 7,2U, 7,4U. Để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định của luật dược năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu lấy mẫu trưng cầu giám định tại cơ sở kiểm nghiệm vaccine của Bộ Y tế để xác định thực tế hàm lượng kháng nguyên. Nếu kết quả giám định hàm lượng hoạt chất khác so với giấy phép nhập khẩu, cần báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan để trao đổi với Cục Quản lý Dược Bộ Y tế phối hợp xử lý, thực hiện thông quan lô hàng theo quy định. Theo thông tin được đưa trên báo đài, cơ quan hải quan sẽ tiến hành lấy mẫu lô vaccine và gửi kiểm nghiệm tại các đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế. Quy định hiện hành là các vaccine COVID-19 nhập khẩu phải được kiểm định và cấp giấy chứng nhận từng lô trước khi đưa ra tiêm ngừa. Vậy, sau khi kiểm nghiệm, đại diện Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã nói gì về vấn đề này? Đây là câu hỏi được nhiều người dân đặt ra sau khi biết thông tin vaccine Verocell có hàm lượng hoạt chất trên giấy phép khác với phiếu kiểm nghiệm.
lãnh đạo Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế trả lời. Theo đó, vaccine Verocell trên nhãn mỗi lọ tiêm 2 liều, mỗi liều tiêm 0,5ml, tương đương mỗi liều có 6,5U. Đây chính là hàm lượng kháng nguyên đăng ký. Theo tiêu chuẩn đã được Bộ Y tế phê duyệt, hàm lượng kháng nguyên của sản phẩm cho phép trong khoảng từ 50% đến 200% hàm lượng đăng ký. Thực tế, các lô đã nhập khẩu đều có hàm lượng kháng nguyên không nằm ngoài khoảng 3,9 đến 10,4U trên một liều, 60 đến 160%. Do đó, kết quả hàm lượng kháng nguyên của các lô vaccine Verocell trên phiếu kiểm nghiệm ghi là 7,2 đến 7,4, 7,8 hoặc 6,9U trên một liều, đều nằm trong khoảng cho phép trên là đạt yêu cầu. Lãnh đạo Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế cũng khẳng định, cũng như vaccine khác, Verocell được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong tình huống cấp bách và có điều kiện nên sẽ trải qua quy trình kiểm định rất chặt chẽ với rất nhiều nội dung như đánh giá hồ sơ sản xuất, mẫu của lô sản phẩm, giấy phép xuất xưởng NRA, giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất, đánh giá dây chuyền bảo quản lạnh trong quá trình nhập và vận chuyển vaccine, để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô trước khi lưu hành. Vaccine Verocell cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiền thẩm định và nằm trong hệ thống COVAX Facility, nên việc kiểm định của Việt Nam cũng tuân thủ theo hướng dẫn của WHO dành cho vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, hai tỉnh thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh đang có số lượng vaccine Verocell được phân bổ nhiều nhất để tiêm chủng cho người dân. Riêng tại địa bàn thủ đô, với gần 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm, Hà Nội sẽ phân bổ cho 30 quận huyện. Hai quận được phân bổ nhiều nhất là Hoàng Mai và Hà Đông. Quận Hoàng Mai với gần 147.000 liều, Hà Đông gần 104.000 liều, Đống Đa gần 86.000 liều, Thanh Trì có 70.000 liều, Cầu Giấy có gần 68.000 liều, Thanh Xuân gần 64.000, Hai Bà Trưng có gần 62.000 liều, Bắc Từ Liêm gần 55.000 liều. Vaccine sẽ được ưu tiên cho các nhóm đối tượng gồm những nhân viên tuyến đầu chống dịch, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai. Sở Y tế Hà Nội cho biết tiêu chí phân bổ cho các quận, huyện, thị xã theo nguyên tắc ưu tiên cho các quận, huyện vùng 1 và theo tỷ lệ người dân cần tiêm chủng theo dân số sau khi đã trừ số vaccine đã được cấp. Trong văn bản triển khai kế hoạch tiêm chủng đợt thứ 13, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn triển khai kế hoạch tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng, làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ. Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo, với tiêu chí vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gấp rút triển khai tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Một trong những dòng vaccine được thành phố sử dụng là Verocell xuất xứ từ Trung Quốc. Trong những ngày này, nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine Verocell. Việc tiêm vaccine Verocell thực hiện theo đúng tinh thần tự nguyện của người dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân các quận lên danh sách và gửi thư mời người dân đồng thuận tiêm vaccine Verocell đến điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế quận để được tiêm. Tại các điểm tiêm chủng, đơn vị đã thông báo tiêm vaccine Verocell để người dân xác minh một lần nữa. Trong quá trình tiêm, người dân sẽ được đồng kiểm với nhân viên y tế về loại vaccine được tiêm và hạn sử dụng. Có thể thấy số liệu chênh lệch của vaccine Verocell trên giấy tờ và trong kiểm nghiệm dường như không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và tác dụng của thuốc. Bằng chứng là việc các tỉnh thành ở Việt Nam vẫn đang triển khai tiêm Verocell cho người dân. Dòng vaccine này của Trung Quốc nhìn chung được các chuyên gia đánh giá có hiệu quả và tính an toàn hơn vaccine Sinovac từng gây ra tranh cãi trước đó. Mỗi người dân không nên quá lo lắng, đừng mang tâm lý kén chọn giữa các dòng vaccine để rồi bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng của mình. Còn các bạn có tin tưởng tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để Ai Việt Nam biết nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé! Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!